Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam cùng với Thi Nhung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Và ngay sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cập nhật về diễn biến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam. Thưa quý vị, vào chiều ngày 19 tháng 7, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam ghi nhận có thêm một trường hợp dương tính với virus Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên con số là 383 người. Trong đó có 357 người đã hồi phục, số còn lại hiện đang được điều trị. Bệnh nhân mới là một thủy thủ quốc tịch Myanmar nhập cảnh Quảng Ninh và đã được cách ly ngay sau đó. Trong một diễn biến khác có liên quan, mới đây, các chuyên gia một lần nữa khẳng định nắng nóng không đẩy lùi được COVID-19. Bằng chứng là tháng 7 sắp trôi qua, đây cũng là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong năm. Thế nhưng các ca nhiễm vẫn đang gia tăng chóng mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là điều đã được dự báo trước, nhưng số đông vẫn xem thường. Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Science, Đại học Princeton đã kết luận rằng mùa hè sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đại dịch COVID-19. Nghiên cứu cũng nêu rõ, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, virus corona sẽ tồn tại như một loại cúm mùa chứ không biến mất hẳn. Còn ở thời điểm hiện tại, sự thiếu đề phòng trong người dân là yếu tố chính cho đại dịch bùng phát mạnh mẽ. Bản tin cập nhật vụ Đồng Tâm. Thưa quý vị, nhóm luật sư bào chữa cho các bị can trong vụ Đồng Tâm cho biết, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi là sẽ diễn ra phiên tòa xử 29 bị can trong vụ Đồng Tâm. Thế nhưng, luật sư lại không được gặp thân chủ của họ. Trong số 29 người bị cáo buộc hành vi giết người và chống người thi hành công vụ, thì hầu hết đều là con cháu của ông Lê Đình Kình. Việc nhà cầm quyền không cho luật sư gặp, trao đổi với các bị can trước phiên tòa được xem là một hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi của bị can và luật sư. Luật sư Ngô Anh Tuấn là một trong những luật sư bào chữa trong vụ này cho biết, hiện nay mọi lối dẫn tới phòng giam để tiếp xúc với các thân chủ đều bị ngăn cấm bằng nhiều cách khác nhau. Cũng theo luật sư Tuấn, thì giai đoạn điều tra từ nay và có lẽ cho tới khi phiên tòa diễn ra, họ cũng sẽ không thể gặp và trao đổi được với thân chủ của mình. Được biết hiện nay khi tường thuật diễn biến vụ Đồng Tâm, tất cả các báo trong nước đều viết bài căn cứ theo bản kết luận điều tra của Công an Hà Nội mà không hề trích lời của luật sư. Lại thêm một phát ngôn của nhà cầm quyền khiến cho dư luận ngao ngán. Thưa quý vị, lâu nay, Bến Tre được ghi nhận là một tỉnh rất nghèo của Việt Nam do địa hình bị chia cắt, thiếu cầu đường và gần đây lại thêm vấn nạn xâm nhập mặn khiến cho người dân lao đao. Thế nhưng mới đây, ông Nguyễn Mạnh Hùng là Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Cộng sản Việt Nam ngày 17 tháng 7 lại cho biết, trong tương lai, Bến Tre sẽ trở thành một thung lũng Silicon về ứng dụng công nghệ. Cụ thể, ông này nói rằng Bến Tre sẽ trở thành trung tâm Silicon hay không, chủ yếu liên quan đến quyết tâm chính trị và quyết tâm thí điểm. Ông Hùng được cho là còn hứa hẹn sẽ thực hiện chương trình smartphone giá rẻ để mỗi người dân Bến Tre đều có smartphone để sử dụng. Trong khi đó, thống kê vào cuối tháng 4 cho biết, toàn tỉnh Bến Tre có gần 24.000 gia đình nghèo và gần 17.000 gia đình cận nghèo. Phát ngôn nói trên của ông Hùng một lần nữa khiến người dân vô cùng ngán ngẩm. Bởi trước đó ông này đã từng chê bai các trang mạng xã hội như là Facebook và Google, đồng thời tuyên bố Việt Nam sẽ thành lập được một mạng xã hội mới, nhân văn hơn, thực sự coi trọng khách hàng hơn và đưa người dân đến gần với tri thức hơn. Nhà thờ Bùi Chu bắt đầu được hạ giải. Vào ngày 18 tháng 7, giáo dân sinh sống tại giáo phận Bùi Chu ở Nam Định cho biết, quá trình tháo dỡ nhà thờ chính tòa Bùi Chu đã bắt đầu được tiến hành sau nhiều năm trì hoãn. Với tính chất hạ giải thay vì là phá bỏ, các cấu kiện rời của ngôi nhà thờ như mái ngói và gạch lát nền đều được tháo dỡ tỉ mỉ. Theo đại diện giáo phận Bùi Chu, việc hạ giải và đại tu ngôi nhà thờ là cần thiết do công trình đã xuống cấp quá mức. Việc tháo dỡ và xây mới nhằm bảo đảm an toàn cho giáo dân. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối với ngôi nhà thờ đã gắn bó lâu năm với giáo phận, nhưng không có nhiều ý kiến phản đối kế hoạch hạ giải nhà thờ. Họ còn mong cho quá trình hạ giải diễn ra an toàn và thuận lợi. Với hơn 130 năm tồn tại, là công trình biểu tượng cho quá trình du nhập đạo Thiên Chúa vào Việt Nam. Thế nhưng cho đến nay, nhà thờ Bùi Chu vẫn chưa được công nhận di tích. Cục Di sản cho biết, công trình này chỉ mới được đưa vào danh mục kiểm kê để xem xét việc công nhận di tích mà thôi. Chính quyền Hà Nội đã vừa phát hiện một kho hàng lậu lớn của người Trung Quốc. Chính quyền thành phố Hà Nội vào hôm 18 tháng 7 cho biết,
Họ vừa phát hiện một kho hàng lậu ngay tại khu vực cảng ICD Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Điều đáng nói, kho hàng này lại nằm rất gần với một trụ sở của cơ quan hải quan. Đây được cho là một chi nhánh ở Hà Nội của công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong, có trụ sở chính ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, do ông Phan Hon Doan, quốc tịch Trung Quốc, đứng đầu. Ghi nhận tại kho hàng là hơn 100.000 sản phẩm bao gồm chăn ga mang nhãn hiệu Zara Home, quần áo thời trang Adidas, thực phẩm sấy khô đóng hộp, cao so bóp, mỹ phẩm, sữa bột và đồ gia dụng, máy móc đủ loại. Đặc biệt hầu hết các sản phẩm đều bị nghi giả mạo thương hiệu. Giải thích với báo chí vì sao kho hàng lậu hoạt động ngay cảng ICD Mỹ Đình là nơi đặt trụ sở của cơ quan hải quan mà lại không bị phát hiện. Giới hữu trách Hà Nội cho rằng, cơ quan hải quan chỉ kiểm tra hàng hóa nhập cảng về Việt Nam chủ yếu bằng đường hàng không, còn các hình thức nhập cảng khác thì không thuộc thẩm quyền của họ. Có 15 công ty của Nhật Bản dự kiến sẽ rời Trung Quốc sang Việt Nam. Hơn 30 công ty của Nhật Bản đã vừa được chính phủ nước này hỗ trợ để chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Lào và Thái Lan. Trong số đó, có 15 doanh nghiệp bao gồm sản xuất thiết bị y tế, sản xuất chất bán dẫn, linh điện thoại, máy điều hòa và mô đun điện, được cho là sẽ chuyển hoàn toàn việc sản xuất sang Việt Nam. Ngoài các công ty nói trên, chính phủ Nhật Bản cũng chi ít nhất 536 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho 75 công ty khác chuyển hoạt động của họ từ Trung Quốc trở về nước. Đây là một phần chính sách nằm trong dự án đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu được Nhật Bản công bố từ tháng 4. Nhật Bản là quốc gia thứ hai sau Đài Loan có chính sách cụ thể để đẩy mạnh việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm thiểu sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Tình trạng vắng khách tại phố cổ Hội An được cho là chưa từng có sau 20 năm. Chính quyền ở thành phố Hội An cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số lượng khách đến tham quan phố cổ chỉ vào khoảng 774.000 lượt người, giảm hơn 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Được biết, thành phố Hội An ở tỉnh Quảng Nam đã đón du khách trở lại từ hôm 1 tháng 6 sau đợt cách ly xã hội chống dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng hơn một tháng qua, đường phố tại đây luôn vắng vẻ và thưa người. Ghi nhận tại các điểm thu hút du khách như là Chùa Cầu hay là sông Hoài, hiện nay chỉ là một không gian yên tĩnh. Theo người dân, thì kể từ khi Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào hồi tháng 12 năm 1999, thì đây là lần đầu tiên họ thấy thành phố này vắng lặng đến như vậy. Để cứu vãn tình thế trong lúc thiếu vắng du khách nước ngoài, chính quyền đã đưa ra nhiều giải pháp du lịch nhằm lôi kéo khách du lịch nội địa, trong đó có cả việc xin miễn giảm 50% giá vé tham quan, và hiện nay giải pháp này vẫn đang chờ được chấp thuận. 241 công dân Việt Nam từ Philippines trở về nước. Thưa quý vị, vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều ngày 18 tháng 7, chuyến bay xuất phát từ phi trường quốc tế Philippines chở theo 241 công dân Việt Nam đã đáp xuống an toàn tại phi trường Cần Thơ. 241 hành khách trên chuyến bay này là du học sinh, trẻ em, người lao động hết hạn hợp đồng, người già, người bị bệnh hiểm nghèo và một số trường hợp phụ nữ đang mang thai. Họ bị kẹt lại do các hãng hàng không tạm ngừng chuyến bay để phòng dịch COVID-19 trước đó. Đặc biệt trong chuyến bay này, có một số người là ngư dân đánh bắt cá trái phép bị trục xuất và một trường hợp là nạn nhân của nạn buôn người. Những người này ngay sau đó đã được đưa đi cách ly theo quy định. Trước đó, phi trường Cần Thơ được cho là cũng đã đón rất nhiều công dân Việt Nam trở về từ Singapore, Indonesia, UAE, Ấn Độ và Philippines. Lại có thêm một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cành chùa trong tình trạng bị kiến bám đầy người. Vào sáng ngày 18 tháng 7, người dân đi đường phát hiện một bé gái sơ sinh bị người thân bỏ rơi gần chùa Sơn Nguyên ở huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế. Vào thời điểm đó, bé gái được cho là được quấn tạm trong một chiếc khăn và bị kiến bám đầy người, sức khỏe rất yếu. Ngay sau đó, bé đã được người dân đưa về nhà gần đó để sơ cứu ban đầu và trình báo cơ quan chức năng. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của cháu bé đã dần tốt hơn. Theo chính quyền địa phương, nếu người thân cháu bé không quay lại nhận con, địa phương sẽ giao bé gái cho người đủ điều kiện chăm sóc, nhận nuôi và làm khai sinh cho cháu theo quy định pháp luật. Bản tin đánh đi từ Nghệ An cho biết rừng lại bất ngờ bốc cháy. Vào trưa ngày 19 tháng 7, lửa được ghi nhận lại bùng phát tại chân núi Mựu, thuộc huyện Hưng Nguyên,
và sau đó lan dần lên đỉnh, nơi tập trung rất nhiều cây thông lâu năm. Núi Mụ cao khoảng 100 mét, địa hình dốc và nhiều đá khiến cho việc tiếp cận vụ hỏa hoạn gặp nhiều khó khăn. Hơn 13 giờ, hai chiếc xe cứu hỏa cùng với hơn 300 người mới lên tới được hiện trường. Tuy nhiên do trời nắng nóng gần 40 độ C, nước lại không đưa được lên tới đỉnh núi nên lửa tiếp tục cháy từng đám. Cột khói bốc cao cả chục mét. Hơn 14 giờ, vụ hỏa hoạn đã được khống chế. Nhưng sau đó do gió thổi mạnh, lửa tiếp tục vượt qua đỉnh núi và lan sang rừng thông của huyện Nam Đàn. Đề phòng đám cháy có thể tấn công tiếp hàng chục nhà dân ở chân rừng thông, hai xe cứu hỏa đã túc trực sẵn. Hiện chưa thống kê được thiệt hại và nguyên nhân vụ việc. Được biết, trong những ngày cuối tháng 6 tại huyện Diễn Châu và Yên Thành liên tiếp xảy ra 4 vụ cháy rừng thông, gây thiệt hại hơn 71 hectare. Công an tỉnh Nghệ An tình nghi do một số người gây ra và đã triệu tập để xác minh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Thi Nhung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.